thấy anh sao? Nói chung nhìn bên ngoài mình đâu có nói được gì đâu anh. Dạ. Chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương gửi lời chào thân thương đến quý vị khán giả và các bạn thân mến. Và chương trình hôm nay sẽ tiếp và đáp ứng theo nguyện vọng của anh Tòng là đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương để tìm một nửa yêu thương của mình. Thì hôm nay chương trình có mời một nhân vật nữ, đó là chị Hoàng, chị Kim Hoàng. Bây giờ anh Tòng và chị có thể chào quý vị khán giả và cũng như cho quý vị khán giả biết họ tên, năm sinh của mình. Dạ, mời anh chị. Tôi xin chào anh chị em cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Tôi tên Hạnh Đức Tòng, quê ở Dòng Ghiền, Kiên Giang. Đến đi Mảnh Ghép Yêu Thương. Dạ, xin mời chị. Xin chào cộng đồng mạng. Tôi tên Đặng Kim Hoàng, sinh năm 1971. Hiện đang sinh sống ở thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Cũng rất vui đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Mảnh Ghép Yêu Thương. Yeah. Cũng đáp ứng theo cái nguyện vọng của anh Tòng, từ lặn lội từ đường xá xa xôi đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương để tìm kiếm một nửa còn lại của mình, để đi suốt cái quãng đời còn lại anh Tòng ha. Dạ. Thì chương trình cũng tạo điều kiện là hôm nay có mời được chị Kim Hoàng đến để cho anh chị tìm hiểu với nhau. Nếu mà mình cảm thấy thích hợp thì mình sẽ tiến tới ha. Bây giờ chương trình để cho hai anh chị tự do trò chuyện với nhau nha. Xin mời hai anh chị. Hai bạn trên này em bán gì? Dạ. Trên này em bán gì? Em là mua bán gì? Hiện nay em đang làm bảo hiểm anh. Bán bảo hiểm hả? Dạ, như là em cũng làm thêm, nói chung môi giới vậy đó. Bán bảo hiểm nhân thọ gì? Dạ, đủ loại. Bảo hiểm y tế luôn hả gì? Dạ. Bảo hiểm xe, bảo hiểm các loại. Nói chung là bán bảo hiểm bao gồm. Dạ. Rồi có bán gì thêm nữa không? Chú đó là được rồi anh. Làm đủ dụng thật rồi. Cái mệt lắm á, cái bán bảo hiểm mệt. Cũng quạt bát lắm. Dạ. Vì tôi còn con nó bán bảo hiểm. Dạ. Nói thầy giáo mà vừa bán bảo hiểm rồi vừa làm giấy tờ xe luôn. Còn anh làm nghề gì? Tôi chạy xe ôm. Dạ. Chạy cũng tháng 10 triệu. Hai kiểu gì chạy mấy à? Chạy xe ráp á hả? Không, xe ôm đá, đá động chứ. Dạ. Ta hai chiếc. Ừ. Nay anh lên trên này đi coi á. Tôi Mảnh Ghép Yêu Thương này, mở lên thấy đó. Yeah. Thấy rồi tôi mới điện lên, thì ông nói chạy đầu lên đăng ký trước ngày 2 ngày. Yeah. Rồi từ giờ giá chạy lên. Từ đó anh đi bằng xe đai lên đó. Lên hết mấy tiếng? Hả? Lên từ dưới lên đây mấy tiếng? 5 số tiếng. Yeah. Ở nhà 8 rưỡi lên tới dòng cống 10 giờ, 10 giờ là tiếng rưỡi. Rồi từ 10 giờ lên đây là 1 giờ. Ủa anh sinh năm mấy? 58. 65. Ừ. 58 là tuổi gì? Tuổi Tức gì nữa. Dạ. Ủa Tức đúng không? Tức em là em mà Tân Ngọ. Ủa anh được mấy đứa con? 4 đứa. Là cứ hết chưa? Hết rồi, sống chân. Ừ. Em có một con trai 29 tuổi, chưa có vợ. Con tôi là thằng Út cũng 2 tuổi, đại quý công an. Nó đồng minh công an hình sự. Đưa sống với ai? Cảm ơn. Ừ. Bốn đứa con mà giờ không có nhà nữa. Không. Em cũng vô tình vô gặp mà chị có nói có anh lên vậy đó, để lên giao lưu với anh. Không thì muốn gì thì cho số điện thoại đi, điện qua điện lại. Dạ. Rồi chừng nào ngoái xong thì phải lên đăng ký nữa, lên đây mình đăng ký ở đây.
Thì nói chung chương trình này nó tạo điều kiện để mình nó kết nối nhau thôi, chứ quan trọng em anh tìm hiểu thôi chứ. Không tìm hiểu mà ví dụ xong thì mình phải lên đây mình trình ra chứ. Lên như là hai nhà người đồng ý. Dạ. Ừ. Nhà em cũng gần đây nha anh. Ở ngoài lộ vậy? Cách đây 5 phút rồi. Dạ. Ngoài lộ hả ở trong? Dạ ngoài lộ. Rồi giờ đi hôm nay vô vậy? Dạ. Hôm nãy em đi công việc về đi ngang tính ghé vô uống nước rồi. Đi hôm nay vô hả? Đi bộ vô? Hôm nãy em đi chung đoàn anh em đi ăn tiệc về. Anh em ghé bên quán nước kế bên kìa. Giờ hồi về tôi chạy đường ra ngoài được vậy? Được rồi, em chúc em qua bên... Ừ. Em chúc em còn qua lại với nhóm bạn em bên bên quán công ty. Tôi ấy hồi ấy về. Thấy anh sao? Ừ. Nói chung nhìn bên ngoài mình đâu có nói được gì đâu anh. Dạ. Cái gì cũng phải có thời gian tìm hiểu. Không có hút thuốc. Dạ. Bia thì em uống, anh em xuân gia lại uống một hai lo nghỉ rồi. Không có thuốc. Không có cờ bạc, không có số đuôi, không có gì hết. Vậy là anh hơn em đúng 13 tuổi. Em tuổi hợi, anh tuổi mậu tuất. Lớn rồi, tuổi tác rồi, kệ, sống mấy năm rồi. Nhưng mà nhà dưới là anh ở một mình luôn. Mình ở nè. Con cái không qua lại luôn sao? Trời ơi, đi chơi rồi. Có vợ là về bên vợ ở chơi, người nhỏ con gái có chồng về chồng. Sao? Hả? Vợ anh đâu? Chết rồi, chết 14 năm bị tai biến. Thì thời gian có đó giấy anh... khai tử. Giờ thời gian đó anh quen được bao nhiêu người rồi? Có hai người thôi à. Vậy sao? Không tại ta không đồng ý, ta bỏ ta đi. Hay tại mình khó không anh? Không có khó. Nhà bà Long An ở huyện Thạnh Hóa, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, nhà bà làm thầy và dẫn ta đi du lịch đó. Dẫn ta đi ghét, tôi đồng ý ở với tôi rồi, đồng ý tôi cũng về cho bà về Long An, bà dẫn ta đi Tây Ninh, đi mẹ Minh Hải đi với bà. Bà đi, mẹ Minh Hải mới tới xứ tôi, bà ghé anh Phương mới gặp tôi. Gặp rồi cái tôi xin số điện thoại, ông tài xế cho số điện thoại. Rồi mới điện là bà lỡ thời. Bà bây giờ bà chưa có chồng, bà dẫn đi chùa chuyện. Rồi sống với tôi cái bà nói về bà bị tim, rồi bà đừng cho bà đẻ, bà 42 tuổi, lúc ở tôi 42 tuổi. Là tôi bà 42, tôi 55, lớn bà 13 tuổi. Vợ chồng như vậy rồi, xài mà ở 9 năm trời bà bỏ bà đi. Bà nói bà về nhà bà, nói là giờ thì về mà trong vòng 7 bữa, nửa tháng xuống. Bà nói 3 tháng, bà chọc tôi 3 tháng gì đi luôn, bà bao xe, điện thoại bao xe, chở rồi, chở niệm, chở rồi đi hết chân. Quần áo chở hết. Anh được 10 năm luôn hả? 9 năm. Thì về có 2 tháng mới có chồng. Bị bà dẫn nguyên cái huyện Thạnh Hóa. Bà dẫn nguyên cái huyện Thạnh Hóa đi du lịch á. Ai muốn đi du lịch điện cái bà về. Chủ như ở trong xóm này 10 người, 16 người, xe 16 người. Là điện 13, 14 người, thiếu 2, 3 người thì bà rủ. Bà rủ dòng họ bà. Rồi bà ở dưới bà về. Giờ thì đi thì người ta cho một vé. Cho một vé bà đi ngồi ngang tài xế. Rồi với cho một vé tiền nữa. Rồi đi cái cúng người ta cho tiền mới thêm 15, 16 người, 10 người là cho tiền mỗi người 100, 500, 200 cúng người ta. Bà đi mười mấy năm á. Khi đâu nói chùa. Được tình cảm anh. Đâu có tình cảm khó nói lắm anh ơi. Hay còn duyên thì sao không được, còn hết duyên thì tự đi thôi chứ biết sao vậy. Dạ, tự đi, chọc, dạ. Chọc tôi. Nhưng mà quan trọng anh có gia trưởng hay không? Không. Rồi anh có ích kỷ hay ngày 8 tháng 3. Ngày 8 tháng 3. Bữa đó kẹt tiền. Đi lấy vàng 1 chỉ, đi cầm 1 triệu bà. Bà nghĩ 8 tháng 3 thôi, ông mua gì ông tặng cho tôi. Tự mua dầu thơm, mua gì xài. Mua 2 bộ đồ, 700 mấy chục ngàn. Tôi cũng đành lòng luôn. Ăn uống rồi gần 800 ngàn. Còn có 200 à. Giờ tới 5-7 ngày tôi làm ăn rồi tôi mới chuộc lại chiếc nhẫn. Còn muốn ăn gà chạy mua gà. Muốn ăn tôm chạy mua tôm. Rồi bả một ngày 4 bộ. Ngày phơi thay 4 bộ. Tôi chạy xe về quần áo đổ. Tôi giặt. Giặt một ngày một thao thao đồ. Giặt quần áo luôn. Rồi cái làm cha lắm. Về tới ngủ nằm giống. Bữa nay quả quá. Lấy gạo giò nấu. Nấu ông ơi, bữa nay thèm gà. Chạy mua gà về luộc xé. Mày thấy mà muốn ăn gì tôi kêu hết trơn. Còn ví dụ quế quả chạy vô nước biển.
lo chạy vô nước biển nhưng mà còn ở không được thôi cho gia trưởng ra làm sao, tiền mình cho giữ. Nhưng mà quan trọng là anh tiền cho giữ thấy vui, có làm cho chị vui sống vui, đòi hỏi gì tôi đi kiểu hết trơn không chịu. Vậy chứ sao gì chị bỏ đã, tôi đã chấp nhận rồi, tôi kiều, tôi không thương sao mà tôi kiều. Cái bà trước là bốn đứa con là bà bị tai biến, bà mới chết mà nằm dịch vụ không, nằm bệnh viện nằm dịch vụ cứ ngày đêm trăm dịch vụ thuốc men chưa tính, 2 năm bấm chết. Tôi Út tôi giờ đại quý công an, nhưng có lo cho anh không? Không. Dạ. Tôi trời ơi, tự sống mà. Tôi chạy ngày mấy trăm ngàn, chạy ngày lúc trước hai một ngày 700-800, có khi 2 ngày 1 triệu, 3 ngày 1 triệu, lúc trước 3 ngày 1 triệu, rồi sau này không chạy ế chạy 4 ngày 1 triệu. Với cho ở ngoài được 2 mấy 3 rồi kiểu. Em với anh xa quá nhau vậy rồi làm sao? Vậy khi anh muốn lên đây em, anh em đâu có điều kiện đi gì, xuống dưới xa quá làm sao em đi được? Để em ở xuống dưới kia, em ở gần đây, em ở nhà em gần đây, lên đâu sống được, lên đây đâu có chạy xe thì bỏng được. Em dưới anh nuôi em được không? Anh kêu về dưới, về dưới khỏe thôi chuyện, về dưới quần áo khô giặt, chạy xe về nó giặt quần áo nó con. Thì anh nói em nghe vậy thôi chứ giờ không, để thời gian trả lời không. Để thời gian trả lời chứ. Bà chết 10 mấy năm có giấy khai tử với giấy độc thân có đem theo á, ổng có chụp lại á, cháu ngoại 2 mấy tuổi bằng ngân hàng thành phố rồi cháu ngoại. Được thôi, nói với anh đi, mình để mình tìm hiểu thêm đi anh, chứ còn mình cho được rồi. Được rồi chú ơi, giờ là cái xin số điện thoại, điện qua điện lại kết nối như này được. Kết máy giùm tôi cái điện thoại, lấy điện thoại lấy số bả luôn. Dạ chú, lấy số điện thoại bả luôn thì, anh chị để cái gì anh cho cứ trò chuyện. Dạ. Cứ trò chuyện chừng nào xong á anh chị thấy cảm thấy hợp thì cho số điện thoại với nhau ha, thì cái đó là quyền của anh chị, là tụi em không còn quyền để mà can thiệp nữa. Số của tôi nó à, thôi bây giờ anh chị cứ trò chuyện đi, mình có cái không xong rồi, cái số đó là giữa anh chị giữ bảo mật với nhau. Dạ. Không có nên công bố trên đây ha. Ok. Dạ. Dạ. Rồi anh chị cứ tiếp tục. Thôi vậy xong dạ, rồi. Được rồi. Dạ, dạ. Dạ. Anh chị cứ nói chuyện đi. Thôi vậy dạ, được rồi anh. Kết thúc gì dạ. Xin cảm ơn cộng đồng. Dạ, vậy là em cảm ơn. Dạ. Xong rồi. Hỏi thành xong ha. Rồi bây giờ xin kết thúc chương trình của em cũng xin kết thúc. Cái buổi trò chuyện giữa hai anh chị, anh Tùng và chị Hoàng. Dạ, để trao đổi thêm. Cũng cảm ơn dạ. Anh Tùng và chị Hoàng đã tin tưởng chương trình đến đây để kết nối cái mảnh ghép yêu thương của mình. Cũng xin nhắc với quý vị khán giả hãy mạnh dạn lên bấm số điện thoại, gọi vào số điện thoại trên màn hình của tụi em hoàn toàn miễn phí. Đó, anh chị nào có nhu cầu cần cái mảnh ghép của mình thì giống như anh Tùng vượt hơn 300 cây số đến đây để tìm cái mảnh ghép cho mình nha quý vị. Rồi xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Yeah.